Xin chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay em cùng với anh Hưu là người đồng bào dân tộc Pana ở địa phương luôn. Thì hai anh em sẽ cùng nhau đi lên trên rừng và quay lại cho các bác xem về cái quá trình mình đi tìm kiếm cái hạt mắt mèo như thế nào. Đó, thì cái đoạn đường đi nó tầm khoảng là 2 tiếng. Thì bây giờ anh em sẽ bắt đầu là leo lên cái đỉnh núi ở trước mắt của các bác nè. Đó, thì trong cái quá trình đi có những cái gì hay thì em sẽ quay cho các bác xem. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi nha các bác. Đây nha các bác, mình đi rừng á, mình gặp những cái loại trái dại như vậy nè, tuyệt đối không có hái ăn nha. Tuy màu nó bắt mắt nhưng mà có khả năng là trái độc á, ăn vào có khi là chết á. Trái nó là gì, ăn được không ta? Không, hồi giờ không ai ăn. Vậy chim ăn, mình chưa ăn. À, nhìn như trái nhãn ha. Chắc cũng mệt lắm mà thấy chim ăn mà hồi giờ chưa ai thử. Hay quá, nhưng mà thôi không dám thử. Đây cũng cái cây mà nó có tay đấy, đục xuống đây cái này đủ quá. Đây không được tên. Còn đây nè các bác, khi mà mình đi rừng á, mình gặp những cái loại nấm mà nó sặc sỡ như vậy nè, là tuyệt đối không nên hái về ăn nha. Tại vì là đa phần những loại nấm mà màu sắc nó sặc sỡ như vậy là đều là nấm độc hết á. Đó, và mình cũng không nên là dùng tay mình đụng trực tiếp vào vì nó rất là dễ gây kích ứng da, cho nên là tuyệt đối là không nên đụng vào những cái loại nấm mà mình không biết nha các bác. Anh em đi khát nước á, thì anh Hưu anh có chặt cho em cái lõi của cái thân cây đây nè, ăn vào nó rất là ngon, cái vị nó cứ ngọt ngọt bùi bùi vậy đó, ăn nó giống như cái củ hủ dừa mình hay ăn á các bác. Thì anh Hưu anh kể là người đồng bào á, là hay lấy về để nấu canh kho thịt ăn rất là ngon. Nhưng mà em hỏi anh á, cái cây này tiếng người Kinh của mình nó gọi là cái cây gì thì anh lại không biết. Thì cho nên là các bác nào mà rành về cái cây này á, thì có thể là để lại cái tên nó dưới bình luận giùm em nha. Ăn rất là ngon luôn á. Cái đây làm canh dừa đã lắm. Cái đây cái gì anh? Cái ké. Cái ké đây làm canh dừa là đặc biệt. Nó lâu cây. Cái ké nó còn ngon. Rồi cuối cùng anh em đi thì cũng tới nơi có cái cây mắt mèo này các bác. Nó là cái dạng như dây leo vậy đó, mà nó rất là nhiều gai. Cho nên mà ở địa phương các bác có mà mình muốn đi tìm kiếm thì phải cẩn thận chúng thôi, nó mắc vào là rất là nhức. Là cái cây con á, nó cái hạt khi mà nó già nó rụng xuống á các bác, thì nó sẽ mọc lên thành cái cây con như vậy nè. Đâu rụng động thế? Còn hạt không? Hay là nó mọc hết rồi? Ủa sầu luôn. Sầu. Nó mới mọc lên là nó còn hạt nó dính theo đây chắc lâu chắc mọc hết rồi. Dính theo. Wow, nhiều ha. Cái đây nó cũng mọc lên ở đây 2 bụi rồi. À, nó tan hết hộp. Tan hết rồi. Thì cuối cùng em cũng thấy được cái hạt đầu tiên rồi nè. Cái hạt nó già, nó rụng xuống, nó nằm dưới cái kẽ lá, cho nên mình cũng phải nhìn kỹ. Đó, các bác thấy chưa? Khi mà mình lấy cái hạt này á nha các bác, thì cũng phải cẩn thận. Chứ dùng tay mà mình cào, mình không có cẩn thận á, nhiều khi gặp trúng cái cành của nó rớt xuống á, nó móc cái gai nó vào á là rất là nhức. Cho nên là cứ lấy từ từ thôi. Dùng cái que như vậy nè, mình cào cái lá ra thôi, chứ còn mà lấy trực tiếp là nó móc vào, đường nào mình cũng sẽ bị mắc cái gai nó vào hết á. Tại cái cành của nó già, nó rụng xuống dưới liền à. Cái này mình chặt rồi nó ấy nha. Chặt cái góc đi chứ. Ăn cho đây. Thì chặt cái phần dưới đi. Phần đây là chưa được nó ăn phần trên đây. Đây này các bác, em mới vô tình mắc vô cái cành cây nó nè. Nó đâm khá là đau. Cho nên mình cứ cẩn thận. Hiện tại á, em cũng lên rừng tìm kiếm những cái loại thảo dược như cái hạt mắt mèo này các bác. Và còn có thu mua lại của các anh chị bà con người đồng bào, người ta lên rừng người ta lấy về.
cho nên là không có thông qua trung gian, thì giá cả em bán nó rất là phải chăng và chất lượng cũng rất là tốt. Cho nên các bác có nhu cầu mua thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0989 434 959 hoặc kết bạn Zalo cho em để em tư vấn. Thì các bác xem video thấy hay và bổ ích thì cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh để mình xem thêm nhiều cái clip khác nó hay và nó bổ ích nha các bác. Thì hôm nay anh em đi cũng không có thu hoạch được gì nhiều hết, chỉ có vài hạt dưới gốc này thôi. Đó, cho nên và với lại trời nó cũng trễ rồi cho nên là phải canh thủ đi xuống dưới núi sớm. Đó, thì cảm ơn các bác đã xem clip. Em chào các bác nha.